rất vui được gặp lại các bạn. Các bạn có nhìn thấy là việc tích trữ đồ ăn trong tủ lạnh của gia đình mình mỗi ngày á, thường là cái số lượng đồ ăn rất là nhiều và chúng ta bỏ rất là nhiều các loại thực phẩm khác nhau. Chính vì vậy á, ví dụ như mẹ mình đi, mẹ mình cũng sẽ rất là quan tâm là nếu như mà để nhiều như vậy thì nó sẽ sản sinh ra vi khuẩn và ảnh hưởng đến chất lượng của thực phẩm, cũng như là khi mà mình ăn vào thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, đúng không nào? Chính vì vậy ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn đó chính là một chiếc máy để giúp cho chúng ta có thể khử khuẩn tủ lạnh, đến từ thương hiệu là Eclean. Nghe thương hiệu là biết sạch rồi. Một chiếc hộp khá là xinh xắn, đúng không? Ở bên trong còn một chiếc hộp nữa, đây là cái hộp bảo quản để tránh có thể bị móp, nhìn cũng rất là xịn sò ha. Không, đây là thương hiệu Eraclean. Lộn. Rồi. Giống như là những sản phẩm khác thì chắc chắn là sẽ có một tờ giấy hướng dẫn sử dụng để cho các bạn tìm hiểu bằng tiếng Trung nha. Rồi. Đây chính là cái phần thân của chiếc máy, cũng chính là cái nơi để giúp cho chúng ta có thể khử khuẩn một cách hiệu quả. Và đây thì đây chính là cái đồ sạc. Cái đồ sạc này là bằng đầu USB và sạc là sạc Type-C. Type-C là xịn lắm nha. Rồi đây. Đây là cái phần để cho chúng ta có thể gài vào và sau đó làm máng lên trên tủ lạnh không có bị rớt. Và bên cạnh đó thì sản phẩm cũng có kèm thêm một cái lỗ để cho các bạn có thể treo nó lên. Chính vì vậy là chúng ta sẽ không có sợ là bị chiếm quá nhiều không gian, bởi vì cái này cũng rất là nhỏ gọn và ánh mình cầm á thì chỉ ở trong cái lòng bàn tay của mình thôi. Và với cái màu sắc là màu trắng thì cũng mang đến một cái màu rất là thanh nhã cho cái tủ lạnh của mình. Ở đây á, thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái chất liệu nhựa ABS này á không có bị dơ. Chính vì vậy khi mà đồ ăn hay là bất cứ một cái dung dịch gì mà dính lên á thì chúng ta có thể lấy khăn và lau chùi sơ đi thôi. Ở đây thì sẽ nhìn thấy là có thương hiệu của nhà Eclean ha, cũng rất là đẹp luôn. Nhìn cái sản phẩm này nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng mà nó rất là tiện dụng. Với hai cái chế độ được cài đặt ở trong này, đó chính là một cái chế độ là khử mùi và chế độ thứ hai là chế độ khử khuẩn. Thì đây đều là những cái chế độ có thể đều áp dụng và cái tủ lạnh nhà mình rất là cần thiết luôn. Và đặc biệt là sản phẩm có cái cơ chế khử trùng tuần hoàn 360 độ, có thể tác động lên trên tất cả mọi ngóc ngách của tủ lạnh, cho nên là khi mà các bạn treo á thì các bạn yên tâm là chiếc máy này sẽ hỗ trợ cho chúng ta có thể khử khuẩn từng cái ngóc ngách từng tầng của tủ lạnh nhà mình luôn ha. Bên cạnh đó thì chiếc máy này còn có cái khả năng là có thể chống đóng băng và chống ẩm. Chính vì vậy mà khi mà các bạn bỏ vào bên trong của tủ lạnh nhà mình á thì sẽ không có sợ là những cái phần băng lạnh nó sẽ bị dính lên trên chiếc máy và làm hư máy ha. Rồi, đối với sản phẩm này á thì có hai cái chế độ để cho các bạn sử dụng. Chế độ thứ nhất, khi mà chúng ta giữ và bật hai lần đó sẽ hiện lên màu đỏ. Đây chính là cái chế độ để giúp cho chúng ta có thể khử mùi và khử trùng sâu. Với cái chế độ một này á, máy sẽ hoạt động trên cơ chế là khử trùng tuần hoàn kết hợp với thiết kế móc treo. Đây, ở đây là có cái phần móc treo như lúc nãy là mình đã hướng dẫn với các bạn ha. Sẽ không có chiếm chỗ, giúp khi ozone phân bố đều trên từng tầng tác động lên mọi ngóc ngách của tủ lạnh. Từ đó có thể giúp cho giải phóng ozone một cách rất là khoa học, chủ động tiêu diệt tất cả các phân tử và khử trùng hiệu quả lên đến 99,9% luôn. Mà các bạn cũng yên tâm, đây là một cái sản phẩm mà mình được nhà sản xuất cho biết là có khả năng khử khuẩn được những cái như là thuốc trừ sâu luôn. Và với cái sản phẩm này á thì không chỉ là tủ lạnh đâu mà bạn còn có thể mang đến những cái ngóc ngách ở trong nhà, ví dụ như là tủ giày nè, tủ quần áo nè, phòng nè, giường chiếu gì đó, nói chung là chỗ nào mà các bạn muốn khử khuẩn thì các bạn bỏ vào cũng rất là đơn giản, dễ xài và xịn sò, đúng không? Rồi, ở chế độ thứ hai đây, bây giờ khi mà các bạn nhấn thêm một lần nữa máy sẽ chuyển sang cái chế độ màu xanh. Thì với cái chế độ màu xanh này, công dụng là sẽ giúp cho khử mùi và khử khuẩn tủ lạnh, cũng sẽ làm tươi đồ ăn của mình một cách lâu hơn. Nhưng mà khi mà làm tươi đồ ăn như vậy thì máy đồng thời cũng sẽ thực hiện cả hai nhiệm vụ luôn, vừa khử vừa giữ đồ ăn làm sao mà tươi ngon và thơm nhất. Với cái chức năng này á, thì sẽ giảm những cái mùi hỗn hợp của tủ lạnh do thức ăn lộn xộn gây nên, đồng thời là ức chế tất cả những cái chất làm chín như ethylene bên trên cái bề mặt rau củ để kéo dài độ tươi mới của sản phẩm. Các bạn thấy nãy giờ mình hướng dẫn với các bạn thì đối với cái sản phẩm này dễ xài lắm. Chúng ta chỉ cần lựa chọn cái chế độ phù hợp và sau đó là bỏ vào tủ lạnh treo lên. Thì như vậy chúng ta đã có được một cái không gian để có thể bảo vệ đồ ăn của mình một cách rất là hiệu quả rồi. Và đối với dòng sản phẩm này thì các bạn cũng đừng có lo về pin nha. Với 800mAh và nếu như các bạn để ở cái chế độ thứ nhất, thì chúng ta sẽ sử dụng trong thời gian là 48 ngày.
Và còn nếu như mà các bạn để ở cái chế độ thứ hai là cái chế độ cộng thêm cái sự làm mát và giữ đồ ăn của mình thật là tươi ngon á, thì chúng ta sẽ có thể sử dụng trong khoảng thời gian là 30 ngày chỉ với 2 lần sạc thôi. Và sản phẩm này mình nghĩ đây là một cái sản phẩm hỗ trợ cho chúng ta trong cái việc là bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của mình rất là tốt. Hiện tại thì sản phẩm đang được bán tại cửa hàng của Chiếm Tài Mobile. Các bạn hãy đến đây mua và trải nghiệm sản phẩm nha. Mình nghĩ đây là một cái sản phẩm rất là tuyệt vời cho căn nhà của các bạn đó.